Sau 5 năm tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, cô gái trẻ 25 tuổi này, quê Hưng Yên, giật mình nhận ra nơi ấy là địa ngục trần gian, là mô hình đa cấp cực đoan, là sự dối trá nhấn chìm rất nhiều tương lai và hạnh phúc. Em tham gia Hội Thánh vào năm 2017. Lý do mà em không ra khỏi đấy là bởi vì họ đã dùng rất là nhiều những cái từ ngữ đe dọa, tức là bởi vì nắm bắt được tâm lý sợ hãi của mình mà. Bởi vì sau khi mà em làm lễ vượt qua xong thì em lại được học cái giáo lý ở trong sách của Hội Thánh, và họ nói rằng là đấy là lời của Đức Chúa Trời. Họ làm chứng rằng là trong Hội Thánh này có Đức Chúa Trời chân thật, và họ nói rằng là sách đấy là sách do Đức Chúa Trời viết. Khi nhắc đến Đức Chúa Trời thì lúc đấy em mới bắt đầu cảnh giác. Thế nhưng mà cái nội dung mà bạn ấy chia sẻ thì khá là hấp dẫn, nên là em cũng vẫn nghe, em vẫn cố gắng em nghe. Và giống em cảm thấy cách chia sẻ của bạn ấy rất là vội, tức là bạn ấy chia sẻ mà không cho em có cái thời gian để dừng lại, hay là cho em cắt ngang, hay là cho em đi về, mà bạn ấy chia sẻ một mạch cho đến hết luôn. Và em nghe trong khoảng 2 tiếng thì bạn ấy chia sẻ về ngày tận thế. Bạn ấy nói rằng là chắc chắn là sẽ có ngày tận thế và trái đất này sẽ bị hủy diệt, nhưng mà có một phương pháp để giúp cho em có thể được sống sót trong ngày tận thế đấy. Thì bạn hẹn em sang buổi thứ hai, tức là thường là ở trong hội đấy sẽ cắt đúng cái đoạn mà nó đang gay cấn nhất, kịch tính nhất, thì để hẹn sang buổi sau nó dễ hơn ấy. Khi này sang đến buổi thứ hai thì bạn chia sẻ về phương pháp. Thì khi mà em vào trong Hội Thánh thì em mới biết đấy là cái cách đào tạo của họ ấy. Họ dạy là cứ đến đoạn nào mà nó giống như nó gây tò mò thì dừng ở đoạn đấy. Ở trong Hội Thánh thì họ nắm bắt tâm lý rất là giỏi, và họ cũng dạy và đào tạo chúng em về cách truyền đạo hết, làm thế nào để truyền đạo hiệu quả và dẫn dắt được người ta đấy. Thì đến sang buổi thứ hai thì bắt đầu là bạn ấy chia sẻ với em về phương pháp mà có thể thoát khỏi ngày tận thế. Đấy là nghi lễ gọi là lễ vượt qua. Thì nghi lễ này có bánh và rượu nho được tượng trưng cho thịt và huyết của Đức Chúa Giêsu. Khi mà ăn bánh và uống rượu nho này vào thì sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi bất kỳ một tai vạ hay là tai nạn nào. Tức là sẽ được sự sống đời đời ạ. Theo như các bạn này nói là sự sống đời đời. Thì khi mà nghe đến sự sống đời đời thì em cũng không tin đâu. Thế nhưng mà em, tại vì là cái nội dung bạn ấy chia sẻ khá là nhiều trong 2 ngày khiến cho em có phần sợ hãi về tương lai ấy. Thế khi mà ban đầu thì mình là một cô gái khá là vô tư và vui vẻ, nhưng mà khi đã nghe đến những cái nội dung đấy thì trong lòng cũng có sự lo lắng. Nên là em nghĩ là hay là thôi cứ thử xem như nào. Và khi mà bạn ấy yêu cầu em đến Sion, lúc đấy thì bạn ấy không nói là Hội Thánh, mà bạn nói rằng là đến một địa điểm để làm lễ, nhưng mà không hề nói với em đấy là một hình thức tôn giáo hay là một hội thánh gì cả, mà chỉ nói với em là dẫn em đến một địa điểm để em được bảo vệ, làm nghi lễ bảo vệ. Thì lúc đấy em cũng rất là băn khoăn. Thế nhưng mà bạn ấy có gọi điện cho một lãnh đạo ở trong Hội Thánh, thì bạn ấy lại sau khi nghe điện thoại thì gương mặt bạn ấy tỏ ra rất là lo lắng, và bạn ấy truyền đạt lại với em là chị ấy bảo là thế bây giờ không dẫn bạn ấy đi thì định để bạn ấy chết à. Thì lúc đầu em rất là phân vân, em không muốn đi, cũng phân vân. Nhưng mà sau khi nghe bạn ấy nói như thế, và hai người bạn ấy giục rất là nhiều và cứ nói là sẽ đưa em đi này thế kia, rồi giục rất là nhiều, thì tính em cũng một phần cả nể nữa, thì em nghĩ là thôi cứ đi xem thế nào. Thì bắt đầu là họ dẫn em đến đấy. Các bạn ấy dẫn em đến đấy thì khi mà bước vào cái căn nhà đấy thì em cũng khá là ngạc nhiên, bởi vì nó không phải giống như nhà chùa hay là nhà thờ, mà nó chỉ là một cái căn chung cư thôi. Và khi mà bước vào đấy thì mọi người khá là thân thiện, và ban đầu mọi người đều tỏ ra cởi mở với em và rất là yêu thương em và chào đón em rất là nồng nhiệt. Thì mãi đến sau này em mới biết rằng đấy là cái cách thức hoạt động của nhóm. Bên ngoài Hội Thánh thì không đáng tin bất kỳ một ai, chỉ nên nghe lời các đấng tiên tri ở trong Hội Thánh, chứ không nghe bất kỳ một ai ở ngoài Hội Thánh cả, kể cả bố mẹ mình. Nên họ nói là về phần xác thịt thì họ đẻ ra mình thì họ là bố mẹ của mình đấy, nhưng mà về phần linh hồn thì họ thuộc về ma quỷ. Tại Việt Nam, theo tính toán của một cựu nhóm trưởng của Hội Thánh này, chỉ riêng Hà Nội
có khoảng 100 nhóm trưởng, mỗi người quản lý khoảng 100 người. Như vậy, Hà Nội có khoảng 10.000 người tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời, Hội Thánh, và càng để lâu, số người tham gia càng tăng lên theo cấp số nhân.